Mới đây, đám cưới anh Tú, Diệu Nhi đã diễn ra với sự góp mặt của dàn sao Việt Tình Đám. Đáng chú ý, có mặt tại hôn lễ của hai đàn em thân thiết, Trấn Thành đã khiến nhiều người thắc mắc khi chỉ đi một mình mà không có bà xã Harry Won. Trước thắc mắc này, trong livestream mới đây, Trấn Thành đã chia sẻ lý do Harry Won không thể dự đám cưới Diệu Nhi, anh Tú. Nguyên nhân là bởi nữ ca sĩ đang có chuyến công tác tại Hàn Quốc. Ngoài ra, nam danh hài cũng bác bỏ tin đồn sai lệch về chuyện tình cảm giữa hai vợ chồng anh. Harry đâu? Harry đi Hàn Quốc đi làm việc rồi, trời ơi trời. Đứa đi đám cưới xài tiền thì đứa phải đi kiếm tiền chứ. Harry đi Hàn Quốc làm việc rồi. Mà nhiều người xấu hổ ghê vậy, tao nói. Chứ vợ tôi phải đi làm đi kiếm tiền chứ, tự nhiên vợ tôi đi Hàn Quốc rồi cái tôi ở đây tôi quay phim. Quay xong thì phải dựng phim trong phòng dựng. Không post hình lên cái nói là vợ chồng xích bích gây lộn. Làm gì? Ủa, vợ chồng là phải xà nẹo quấn nhau 180 ngày mới là hạnh phúc hả? Vụ gì kỳ vậy? Cái tách ra đi kiếm tiền chứ. Đúng không? Các bạn có yêu một cái người nào mà cứ ở nhà hoài ra ngồi đợi các bạn về không? Tôi là tôi không yêu được người đó rồi đó. Vợ con tôi là phải coi như là phải có ích cho xã hội và phải vận động, phải đi làm. Làm ít nhiều tiền bao nhiêu cũng được. Dĩ nhiên mình sẽ lo hết, nhưng mà quan trọng là phải thấy cái người phụ nữ của mình cũng phải biết yêu thương bản thân, phải không? Biết tôn trọng cái giá trị của bản thân, phải đi làm. Tự nhiên không lẽ giờ tiện lấy chồng cứ ở nhà hoài. Tôi rất là sợ những người phụ nữ rảnh rỗi, cứ rảnh rỗi là sinh ông nội. Mấy bà mà ở nhà mà rảnh không chuyện làm tối ngày, anh đang ở đâu vậy, anh đang làm gì, anh đang đi với ai. Mấy bà đó là chuyên gia là về nhà là bị gây lộn đó. Tại người ta trăm công ngàn việc, người ta lo, ta muốn bạc đầu rồi. Mà tối ngày ta phải trả lời những cái tin nhắn đó cho nên người ta mới chán đó. Thiệt mà, vợ em là người sống rất là văn minh, rất là tự lập, rất là tự chủ. Thấy không? Ở bên Hàn Quốc dạo này rất là nhiều công việc, cho nên vợ em bay đi, bay về, đi làm. Em cảm thấy rất là vui vì điều đó. Thấy vợ mình hay ho. Trời ơi, chứ ai mà ở nhà hoài được, hay chồng cứ xà nẻo hoài. Cái tôi không post hình tôi với vợ tôi, cái nói tôi có vấn đề với lại vợ con, cái gì kỳ. Lãng. Bộ yêu nhau phải xà nẻo vậy đó. Không có hợp lý một tí nào hết. Em tư vấn tình yêu cho mấy anh chị luôn, em nói thiệt. Là làm ơn ai đó mà đang trong giai đoạn mà yêu nhau á, thay vì mình giữ người ta, đúng không? Đừng giữ. Để dùng từ giữ là thấy mất tới nơi rồi đó. Để dùng thế